Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đời sống nghệ thuật của Truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, bà chúa của sân khấu tuồng, nữ hoàng sân khấu tuồng, vua tuồng là những danh xưng mà nhiều thế hệ nghệ sĩ và khán giả yêu nghệ thuật tuồng đã ưu ái dành cho nghệ sĩ nhân dân Đàm Liên. Chương trình Đời sống nghệ thuật tuần này sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn về nghệ sĩ nhân dân Đàm Liên và những vai diễn để đời của bà. Trước khi đến với nội dung chính của chương trình, mời quý vị và các bạn điểm qua những hoạt động văn hóa văn nghệ đã diễn ra tuần qua. Vừa qua tại Hà Nội, Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà thơ Chế Lan Viên, nhà thơ lớn của thi ca Việt Nam hiện đại. Di sản thơ của ông để lại là những tác phẩm vô giá đối với các thế hệ độc giả cũng như các nhà nghiên cứu tiếp tục khai thác tìm hiểu. Trong các bài phát biểu, các nhà thơ, nhà văn đều nhắc đến Chế Lan Viên với niềm trân trọng, khẳng định ông là người một đời với thơ và vì thơ. Tại buổi lễ, Hội Nhà văn Việt Nam đã giới thiệu lại ấn phẩm Chế Lan Viên tuyển tập. Lễ kỷ niệm đã một lần nữa làm sáng lên những khía cạnh của một cuộc đời lao động nghệ thuật hết mình, gắn bó sâu sắc với Tổ quốc, nhân dân và thời đại của nhà thơ Chế Lan Viên. Tại Hà Nội, trong khuôn khổ Đại hội thi đua yêu nước, Hội Nhà báo Việt Nam đã tổ chức lễ khai mạc trưng bày các ấn phẩm báo chí tiêu biểu, triển lãm ảnh báo chí cuộc sống thường ngày và một ngày Việt Nam. Sự kiện là dịp biểu dương, động viên những đóng góp của các tổ chức cá nhân vào sự nghiệp báo chí cách mạng của cả nước, tạo không khí thi đua giữa các nhà báo, các cơ quan báo chí, góp phần nâng cao bản lĩnh cách mạng, trình độ chính trị và nghiệp vụ báo chí cho các nhà báo, nâng cao chất lượng hoạt động báo chí. Tất cả các ấn phẩm báo chí tiêu biểu được trưng bày đã thể hiện các hoạt động sáng tạo của các nhà báo trong cả nước và những đóng góp to lớn của báo chí đối với sự phát triển mạnh mẽ của báo chí cách mạng Việt Nam nói riêng và sự phát triển của toàn xã hội nói chung. Với tinh thần cả nước cùng hướng về miền Trung thân yêu, Đài Tiếng Nói Việt Nam đã tổ chức đêm diễn nghệ thuật thiện nguyện Thương về miền Trung nhằm kêu gọi sự đóng góp của các cá nhân, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, hỗ trợ và giúp đỡ đồng bào miền Trung vượt qua khó khăn, thiên tai, hoạn nạn. Chương trình gồm 20 tiết mục nghệ thuật với sự tham gia của gần 20 nghệ sĩ, ca sĩ đã có mặt trong chương trình với những ca khúc hướng về miền Trung để truyền tải những thông điệp yêu thương và thiện nguyện đến với đồng bào đang oằn mình chống chọi với thiên tai. Đặc biệt, chương trình còn có phần đấu giá các hiện vật nhằm kêu gọi mọi người chung tay ủng hộ. Tất cả những đóng góp được cập nhật thường xuyên. Toàn bộ số tiền ủng hộ cũng như quyên góp được từ chương trình cũng như hình ảnh truyền đến tận tay người dân miền Trung được công bố trên các phương tiện của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mới đây, nhà xuất bản Văn học đã phối hợp cùng Tri thức trẻ Books cho ra mắt hai cuốn sách với phiên bản đặc biệt, đó là Tứ trấn Thăng Long Hà Nội và Gương phong tục. Hai cuốn sách đã được các tác giả viết dựa trên những khảo sát thực địa và nghiên cứu, so chiếu tư liệu lịch sử và bề dày văn hóa của dân tộc. Cuốn sách Tứ trấn Thăng Long Hà Nội được hoàn thành trên cơ sở luận án tiến sĩ tục thờ Tứ trấn Thăng Long ở Hà Nội, đã được tác giả Nguyễn Doãn Minh bảo vệ thành công tại Học viện Khoa học Xã hội thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam năm 2016. Gương phong tục lại là một cuốn sách quý chất chứa tinh hoa văn hóa dân gian, được kế thừa bởi tấm lòng gìn giữ của tác giả Đoàn Duy Bình. Cuốn sách này tác giả đã chép nhặt công phu và từng được đăng trên Đông Dương tạp chí năm 1916 đến 1917, từ số 59 đến 104. Nội dung cuốn sách được tác giả lựa lấy từng câu chia thành các mục rõ ràng, nói có sách, mách có chứng, chú thích toàn điển phương ngôn, hay thì khen, hèn thì chê, quan điểm nghị luận đầy học thức sắc sảo. Cuốn sách về gương phong tục của tác giả Đoàn Duy Bình thì được trích trong những cái báo Đông Dương tạp chí từ năm 1913-1914. Thì với cuốn sách này tôi cũng rất tự hào là mỗi nước thì có một cái nền văn hóa khác nhau. Thế thì cuốn ca dao tục ngữ thì như từ ngày xưa đến bây giờ thì mọi người vẫn đang đâu đó vẫn rất là quen thuộc với ca dao tục ngữ. Và điều đặc biệt nhất của cuốn sách này mà tôi và gia đình tác giả cũng như là bạn đọc đánh giá rất là cao, tại vì đến thời điểm này những lời ca dao tục ngữ đó vẫn còn nguyên cái giá trị về giáo dục trong gia đình, trong xã hội. Và điều nổi bật nhất là nó làm sáng tỏ một cái giai đoạn, một cái văn hóa mà đến thời điểm này bất cứ một độc giả nào khi đọc cuốn sách này đều nhận thấy nó luôn luôn tồn tại, và không những tồn tại mà nó càng ngày càng phát triển. Tứ trấn Thăng Long Hà Nội gồm 4 phần,
tổng quan những vấn đề liên quan đến Tứ Trấn Thăng Long, tục thờ ở Tứ Trấn Thăng Long trước năm 1945, từ tạo dựng đến tạo dựng truyền thống. Sự biến đổi tục thờ Tứ Trấn Thăng Long từ sau năm 1945 đến nay và một số bàn luận về tục thờ ở Tứ Trấn Thăng Long trong cuộc sống hiện nay. Để lý giải những câu hỏi này, tác giả đã mô tả quá trình tạo dựng tục thờ ở Tứ Trấn Thăng Long qua các truyền thuyết, hệ thống thần điện, nghi lễ phụng thờ bốn đức thần ở Tứ Trấn và xem xét, đánh giá cơ sở, nền tảng về không gian văn hóa xã hội cho sự hình thành và phát triển nơi thờ bốn vị thần trong bốn ngôi đền Tứ Trấn ở Hà Nội. Vì tác giả là người công tác ở viện ở Bảo tàng Lịch sử Việt Nam, thành ra là những cái tài liệu của anh thì tương đối là đầy đủ, cái việc tiếp cận nó sẽ dễ hơn. Còn cái khó ở đây đó là nó là một đề tài về văn hóa, lại là văn hóa tâm linh nữa. Thành ra là cái việc cái độ chính xác của nó phải gần yêu cầu gần như là tuyệt đối. Và những cái tài liệu của nó thì lại là bằng, chủ yếu là bằng văn bản Hán cổ, viết bằng chữ Hán cổ, thành ra tôi cũng phải biết về chữ tiếng Hán cổ một chút để có thể là trong quá trình thì còn đối chiếu và xem lại cái độ chính xác của nó. Tứ Trấn Thăng Long Hà Nội cũng là cái cuốn sách mà được rất là mong chờ trong cái thời gian vừa qua. Vì trước đây cho đến tận thời điểm này thì mọi người vẫn đang trông chờ một sản phẩm nó có đề cập đầy đủ nhất về Tứ Trấn Thăng Long Hà Nội. Hiện nay thì văn hóa tâm linh trong nhất là những người Hà Nội thì đang cũng rất là quan tâm, và nhất là về quan tâm về giá trị về lưu giữ bản sắc văn hóa, sẽ có những cái sự kiện, có những cái buổi workshop do chính chuyên gia và chính tác giả trong thời gian tới sẽ làm sáng tỏ nhiều vấn đề hơn trong cái nội dung cuốn sách, đáp ứng đúng cái yêu cầu độc giả việc tìm hiểu cái tâm linh của người Hà Nội như thế nào. Có thể nói, đây thực sự là hai cuốn sách ý nghĩa với những độc giả yêu thích văn hóa, đặc biệt là văn hóa Thăng Long Hà Nội, một lòng nâng niu những giá trị tinh thần cao quý của dân tộc, thì đây quả là một món quà không thể bỏ qua. Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày này, khúc ruột miền Trung thân yêu đang phải oằn mình chống chọi với những cơn bão. Nhân dân cả nước lúc này đang hướng về miền Trung với những tấm lòng hảo tâm và những lời chúc để miền Trung sớm vượt qua khó khăn. Và cũng trong dịp này, cùng với nhiều đơn vị nghệ thuật trên cả nước, Liên đoàn Xiếc Việt Nam tổ chức một buổi diễn ý nghĩa để quyên góp ủng hộ đồng bào vùng lũ. Phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, với tinh thần nhường cơm xẻ áo, Liên đoàn Xiếc Việt Nam đã kêu gọi các nghệ sĩ, cán bộ, người lao động của Liên đoàn Xiếc Việt Nam dành cho đồng bào vùng bị thiệt hại do lũ lụt gây ra sự giúp đỡ thiết thực về tinh thần, vật chất, góp phần nhanh chóng khôi phục sản xuất và đời sống của nhân dân. Chương trình nghệ thuật xiếc đã diễn ra với một tâm thế rất đặc biệt. Đó là tất cả cùng hướng về miền Trung thân yêu, chia sẻ với đồng bào đang phải chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai. Sau 3 ngày thôi, chúng tôi quyết định là nhân cái buổi biểu diễn thường kỳ vào Chủ nhật, thì chúng tôi tổ chức một buổi biểu diễn, mục đích là cùng cho các nghệ sĩ quyên góp, ủng hộ, đóng góp một cái phần nhỏ bé của mình để chia sẻ với các đồng bào đang gặp lũ lụt tại miền Trung. Một buổi biểu diễn rất ý nghĩa và đong đầy cảm xúc. Chúng tôi nghĩ rằng là nếu như chúng ta không triển khai nhanh đúng cái thời điểm đó thì nó mất đi một cái giá trị, nghĩa là kêu gọi được cái sự ủng hộ của các nghệ sĩ nói riêng, và đặc biệt nữa là ủng hộ của xã hội, ủng hộ của khán giả. Không chỉ các nghệ sĩ, cán bộ, người lao động của Liên đoàn Xiếc Việt Nam mà rất đông khán giả có mặt tại buổi biểu diễn đã cùng đồng lòng hưởng ứng quyên góp. Chính bởi vậy mà tất cả những nghệ sĩ, diễn viên của Liên đoàn Xiếc Việt Nam đã diễn hết mình để đem tới cho khán giả những tiết mục đặc sắc và ý nghĩa nhất. Có một buổi biểu diễn để ủng hộ các bà con miền Trung thì thật sự một mình rất là vui và hạnh phúc khi mình đã góp phần được cái công sức của mình giúp đỡ cho bà con miền lũ đang phải trải qua một đợt lũ lụt gay go như thế. Như bình thường mình diễn là diễn cho mọi người khán giả xem, còn vinh dự được lấy cái tiền diễn của mình để ủng hộ cho các bà con miền lũ hay là diễn, mình thật ra mà mình không nghĩ đến cái chuyện tiền nong hay là gì nhiều ấy. Chỉ biết là lúc đấy là ủng hộ cho bà con, giúp đỡ được bao nhiêu thì phần nào thì giúp đỡ. Không chỉ riêng ngành xiếc mà cả nước đang hướng về miền Trung đang bị bão lụt như thế, rất là khó khăn.
thì các anh em nghệ sĩ của liên đoàn thì cũng đã có một chương trình như thế ủng hộ. Mọi người rất là muốn nó chia sẻ một phần nào đấy đến đồng bào miền Trung. Những cái truyền thống của Việt Nam chúng ta là lá đanh lá cà rách, thì là tất cả mọi người đều rất là hăng hái, nhiệt tình tham gia và thực sự là muốn chia sẻ một phần nào khó khăn đến đồng bào miền Trung của chúng ta. Vừa để cống hiến khán giả đến xem xiếc, thứ hai là một cái việc rất là tốt, đó là ủng hộ, quyên góp để chia sẻ với đồng bào miền Trung. Rất là vui và vinh dự vì là đã được biểu diễn để có thể góp một phần nào cho tiết mục, để xin được tài trợ, được nhiều sự hỗ trợ của mọi người. Mọi người càng ủng hộ nhiều ấy thì là các bạn ở trong miền Trung ấy sẽ càng được nhiều sự giúp đỡ nhiều hơn. Ngay sau buổi biểu diễn, Liên đoàn Xiếc Việt Nam đã niêm phong số tiền thu được và gửi về Công đoàn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để mang tấm lòng của những người công tác trong ngành văn hóa, thể thao và du lịch cũng như cả những nhà tài trợ, những khán giả đến xem nghệ thuật tới với các cơ quan có trách nhiệm để giúp đỡ và chia sẻ kịp thời với người dân miền Trung. Tất cả các nghệ sĩ đã đi ra sân khấu và đóng góp một phần nhỏ bé của mình vào trong thùng quyên góp, và cái sự ảnh hưởng đó đã tác động đến khán giả. Khán giả xuống ủng hộ rất nhiều, rất đông. Và đặc biệt nữa là những hình ảnh, những người phụ huynh đưa cho con em mình những cái tiền ủng hộ tự tay mình đưa vào trong, bỏ vào trong cái thùng quyên góp đó. Một hình ảnh mà chúng tôi cảm thấy là rất ý nghĩa. Ý nghĩa ở đây ý nghĩa về mặt sự giáo dục cho các thế hệ trẻ, cho các cháu nhỏ thôi, đã ý thức mà hướng về đồng bào của mình. Chúng tôi cũng có mời cả Phó Chủ tịch Công đoàn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đến dự, và Hội Cựu chiến binh quận Hai Bà Trưng, rồi một số các đơn vị như là Liên hiệp Hợp tác xã Việt Nam là những đơn vị họ chúng tôi đã mời đến, họ vừa thưởng thức xem xiếc, và ngược lại với cái tấm lòng đó họ cùng chung tay với Liên đoàn Xiếc Việt Nam tạo ra một buổi biểu diễn rất ý nghĩa và đong đầy cảm xúc dành cho đồng bào miền Trung. Những ngày này hơn lúc nào hết, người dân miền Trung đang cần lắm những sự hỗ trợ thiết thực từ đồng bào cả nước để có thể mạnh mẽ vượt qua và khắc phục hậu quả của thiên tai. Và những buổi biểu diễn ý nghĩa như thế này sẽ giúp lan tỏa mạnh mẽ hơn tinh thần tương thân tương ái, cả nước cùng hướng về miền Trung ruột thịt. Trong nghệ thuật sân khấu truyền thống, có một nữ nghệ sĩ nổi tiếng được mệnh danh là bà chúa của nghệ thuật tuồng bởi rất nhiều vai diễn đề đời và những cống hiến sáng tạo không ngừng nghỉ trong suốt cuộc đời hoạt động nghệ thuật của mình. Đó chính là nghệ sĩ nhân dân Đàm Liên. Thôi thôi đừng khóc, lão bằng lòng, lão bằng lòng. Nghệ sĩ nhân dân Đàm Liên, tên thật là Đàm Thị Liên, sinh năm 1943 tại xã Xuân Long, Đồng Xuân, Phú Yên, trong một gia đình có bề dày về nghệ thuật truyền thống, nên bà sớm bén duyên với nghệ thuật. Là người cống hiến cả cuộc đời lao động nghệ thuật của mình cho sự tồn tại và phát triển của sân khấu tuồng Việt Nam, nghệ sĩ nhân dân Đàm Liên đã từng giữ nhiều chức vụ quản lý như Ủy viên Ban chấp hành Hội nghệ sĩ sân khấu, Ủy viên Ban chấp hành UNESCO Việt Nam, Đoàn trưởng Đoàn tạp kỹ UNESCO, Trưởng đoàn Bảo tồn, Nghiên cứu và Phát huy Văn hóa dân tộc, Phó đoàn Tuồng Nam. Nhưng có lẽ những vai diễn đề đời lúc khóc, lúc cười trên sân khấu của bà mới là điều đáng nhớ hơn cả, bởi chúng đã giúp công chúng thêm trân trọng và yêu quý một di sản văn hóa truyền thống của dân tộc. Nghệ sĩ nhân Đàm Liên được xem là người, một trong những người mà có một cái vị trí rất là quan trọng và của ngành tuồng hiện đại. Bà là một trong những nghệ sĩ mà được công chúng yêu mến nhất của ngành tuồng, tôi có thể khẳng định như thế. Bà đến với nghệ thuật tuồng
trong một gia đình mà có rất là nhiều anh chị em là nghệ sĩ. Em ruột bà là nghệ sĩ ưu tú Đàm Thanh, rồi nghệ sĩ Đàm Phú, vân vân. Cả gia đình bà là nghệ sĩ. Và cả người bạn đời của bà là nhạc sĩ Vĩnh An cũng là người một trong những người mà nhạc sĩ sáng tác nhạc mới, nhưng cũng là người rất am hiểu và một cách sâu sắc về nghệ thuật tuồng. Với Đài Tiếng Nói Việt Nam và với vòng dân ca cổ truyền thì nghệ sĩ dân Đàm Liên có công rất lớn trong việc đưa nghệ thuật tuồng đến với lại công chúng qua làn sóng phát thanh. Ngay từ bé thì khi mà vừa mới sinh ra thì tôi đã được nghe bố mẹ nói về bà là nghệ sĩ nhân dân. Thì ngay từ đầu thì mình cũng chưa hiểu rõ lắm nghệ sĩ nhân dân đã phải trải qua những cái gì để đạt được cái danh hiệu đó. Nhưng mà mình hiểu được đó là một cái danh hiệu cao quý nhất trong đối với những người nghệ sĩ tuồng. Bà là một người rất là mạnh mẽ, gần như là tất cả những việc bà làm là tự bà làm hết. Bà tập luyện rất là nhiều, gần như là có những ngày bà luyện từ sáng cho đến tối. Có những hôm vào buổi sáng thì khoảng tầm gần như là cái chuông báo thức cho mình. Cái tiếng của bà, cái giọng của bà rất là khỏe, thì nó luôn luôn là nó thức tỉnh mình luôn. Nghệ sĩ nhân dân Mẫn Thu là người có nhiều đóng góp với nghệ thuật tuồng Việt Nam. Bà là một trong những người đầu tiên công tác tại nhà hát tuồng Việt Nam cùng thời kỳ với nghệ sĩ nhân dân Đàm Liên. Hai chị em chúng tôi đều là những người là con chim đầu đàn của nhà hát, thành ra là nghệ sĩ cũng rất nhiệt tình, và nghệ sĩ thì khả năng của nghệ sĩ thì nghệ sĩ cũng thu thập được nhiều vốn liếng từ nghệ thuật tuồng Nam. Sau nghệ sĩ về học tuồng Bắc, nghệ sĩ cũng lại học được một số các cái nhân vật quan trọng của nghệ thuật Bắc, cho nên nghệ sĩ rất là đa tài đa năng, mà nghệ sĩ cũng rất là nhiệt tình với nghề. Nghệ sĩ đã đào tạo cho rất nhiều các cái nghệ sĩ bây giờ đã thành danh thành tài, như nghệ sĩ Minh Gái, nghệ sĩ Hồng Khiêm, nghệ sĩ Kiều Ai Oanh, vân vân. Thì tôi rất là phục cái tài năng của nghệ sĩ, và trong đó là tôi cũng học tập được cái yêu nghề của nghệ sĩ, say nghề của nghệ sĩ và cái tài năng diễn xuất của nghệ sĩ. Vì nghệ sĩ Đàm Liên sau này cũng đã được học một cái khóa đạo diễn, cho nên nghệ sĩ vừa là có cái con mắt của một người nghệ sĩ diễn viên và lại có một cái con mắt của cái người đạo diễn, biết thể hiện thế nào cho nó đúng với lại cái nhân vật của nghệ sĩ đã biểu diễn ra. Trong cuộc đời hoạt động nghệ thuật của mình, nghệ sĩ nhân dân Đàm Liên đã gặt hái được những thành công lớn. Ngay từ khi mới vào nghề, nhờ năng khiếu vốn có cùng với sự say mê học hỏi, bà đã diễn rất thành công nhiều vai diễn, đặc biệt là vai Trưng Trắc trong vở tuồng Trưng Nữ Vương. Năm 1960, nghệ sĩ trẻ Đàm Liên học diễn vai Trưng Trắc trong vở tuồng Trưng Nữ Vương, sau đó có dịp biểu diễn cho Bác Hồ xem và được Bác khen, nên nhiều người đùa gọi bà là cô Trưng Trắc của Bác Hồ. Hôm nay đây, bảy quận đã sẵn sàng đợi lệnh, ta ra lệnh trong ngày hôm nay, ba quân đều tiến đánh khắp nơi, truyền nghĩa binh trên dưới vâng lời, cùng các huyết đài cơ ra trận. Vai Trưng Trắc của Đàm Liên ấy, thì ngày xưa cái thời mà còn là cái năm 62, 63, 64 thì phải nói là có một số các cái nghệ sĩ gọi là bậc thầy của Đàm Liên ấy, đóng thì chúng tôi cũng đã có xem. Nhưng sau này Đàm Liên đóng thì Đàm Liên có một cái sáng tạo nó hợp với cái thời đại, nó mang hơi thở của thời đại, cho nên là nó không cổ kính quá đấy, mà vẫn giữ được cái phong thái của một cái bà Trưng Trắc. Thì
đấy là cái của Đàm Liên. Đàm Liên sáng tạo ra từ cái vũ đạo, ngữ khí, lời hát nhấn nhá thế nào. Năm 1970, nghệ sĩ nhân dân Đàm Liên về công tác tại Nhà hát Tuồng Việt Nam. Tại đây, bà tiếp tục trau dồi thêm phong cách nghệ thuật tuồng Bắc và trở thành nghệ sĩ nổi tiếng, được công chúng mến mộ với nhiều vai diễn xuất sắc trong nhiều vở tuồng từ truyền thống đến hiện đại, như vai Đào Tam Xuân trong vở Nữ tướng Đào Tam Xuân, Ái Nương trong vở Trần Bình Trọng, Loan Dung trong vở Lý Phụng Đình, Liễu Nguyệt Tiêm trong vở Đào Phi Phụng, Ba Huyện trong vở Nghêu Sỏ Úc Hến, Phương Cơ trong vở Ngọc Lửa Hồng Sơn, Công Chúa Quỳnh Nga trong vở Thạch Xanh, Hồ Nguyệt Cô trong vở Hồ Nguyệt Cô Hoa Cáo, vai Má Tư trong vở kịch tuồng hiện đại Không Còn Đường Nào Khác. Đối với nghệ sĩ nhân dân Đàm Liên, ngày xưa thì còn cái thời tôi còn nhỏ, tôi chưa vào tuồng, tôi đã xem cái vở Nghêu Sỏ Úc Hến và nghệ sĩ nhân dân Đàm Liên là đóng cái vai Bà Huyện. Phải nói là tôi xem tôi cũng giỡn người lên vì cái vai bà Hiện lúc ghen, lúc đánh ghen. Phải nói là tôi xem từ cái đấy, rồi đến khi những cái đấy rồi cũng cả, nó cũng tạo cho tôi những cái mà mình ham mê với nghệ thuật sân khấu truyền thống, và tôi đã vào Nhà hát Tuồng. Khi tôi vào Nhà hát Tuồng thì lúc bấy giờ nghệ sĩ nhân dân Đàm Liên đã đóng cái vai mà Trưng Trắc Trưng Nhị. Phải nói là mình thấy một cái thần thái của một bà nữ tướng, mà khi mà những cái lúc sàng nghe tin chồng chết, ôi dồi ôi, nó đằm thắm, mà nó cảm giác mình, cái cảm giác nó rất là oai phong, nhưng mà rất là đằm thắm trong cái xử lý của nghệ sĩ nhân dân Đàm Liên. Thế nhưng khi nhắc đến nghệ sĩ nhân dân Đàm Liên thì có lẽ không thể không nhắc đến vai diễn để đời đóng đinh tên tuổi của bà trong lòng công chúng. Đó là vai diễn Ông Già Cõng Vợ Đi Xem Hội, được biểu diễn lần đầu năm 1979. Trong vở này, nghệ sĩ nhân dân Đàm Liên đã chinh phục công chúng bởi sự biến hóa linh hoạt của bà khi một mình đóng hai vai, lúc thì là một ông lão 70 tuổi, khi lại hóa thân thành một cô gái tuổi 17, trẻ trung, lạnh lót. Trang ơi, tự nhiên kìa, cái mặt chàng có cái rận nước đó. Bây giờ thì nàng ông chặt lấy ta, để ta nhảy qua rận nước, nhá, không sợ. Nhảy, nhá, nhá đi chàng ơi. Không sao. Ấn tượng vì sao là một người mà diễn hai vai và lại là đóng một người rất là trẻ, một cô gái trẻ và một ông lão già, thì trong cái thể hiện ấy anh phải đòi hỏi nghệ thuật rất cao, là vì anh vừa là thể hiện cái cô gái trẻ từ giọng nói cho ánh mắt cho nụ cười, và đến vai ông già thì cũng phải anh phải làm sao một cái giọng nói của ông già. Đấy, dáng đi của ông già và các cái điệu bộ cũng phải là của người già. Cũng nhiều nghệ sĩ đã học nghệ sĩ Đàm Liên nhưng mà cũng nắm được phần nào thôi. Chứ còn nếu mà để mà ấn tượng mà được như Đàm Liên thì chắc là lâu lắm, khó lắm. Cho nên nghệ sĩ Đàm Liên mất đi là một cái điều mà chúng tôi rất là tiếc, thương tiếc, và thực sự là rất là tiếc, bởi vì nghệ sĩ quá tài năng, và nghệ sĩ lại trên sân khấu thì nghệ sĩ vừa có sắc, có tài, người ta gọi là nhất thanh nhì sắc, thanh đã tốt rồi, sắc lại tuyệt vời, cho nên là thanh sắc thục, tinh khí thần, nghệ sĩ đều có hết. Về hỏi, bắt bà là phải tìm cho cháu cái hình nộm đấy đâu, ông già đấy đâu rồi. Thế là bà tìm, thế mình lúc mà bà mở cái vali của ông già nó ra thì mình thấy đó chỉ là một hình nộm thôi. Nhưng mà tại sao khi mà bà mặc lên rồi thì mình lại cảm thấy ông già đấy thực sự đang sống. Vai diễn đấy của bà thì tôi đã đánh giá cao về cái nghệ thuật của bà. Ông già đi hội là một cái vai mà nghệ sĩ nhân dân Đàm Liên đã để đời đấy, để cho đời đấy, để cho cả ngành. Và bây giờ không biết bao nhiêu nghệ sĩ trẻ chúng tôi đã tiếp cận và vẫn đang cố gắng để giữ được những cái
mà nghệ sĩ đã làm để đưa đến với khán giả với những cái tinh hoa của cái bộ môn nghệ thuật tuồng. Có thể nói, ông già cõng vợ đi xem hội là vai diễn đề đời của bà. Vở diễn lúc bấy giờ đã đạt được kỷ lục trong nghệ thuật tuồng Việt Nam với hơn 2.000 đêm diễn. Cũng từ vai diễn đó mà nghệ sĩ nhân dân Đàm Liên đã làm một công trình nghiên cứu tiếng cười trong nghệ thuật. Sau này, từ công trình ấy, bà đã sáng tạo thêm 16 điệu cười riêng của mình. Với những vai diễn nổi tiếng cùng những đóng góp lớn lao của bà cho nghệ thuật tuồng Việt Nam, nghệ sĩ nhân dân Đàm Liên là người đã đóng đinh trong lịch sử sân khấu tuồng Việt Nam, được những đồng nghiệp trong nghề cũng như những người yêu nghệ thuật tuồng mệnh danh là bà chúa tuồng, nữ hoàng sân khấu tuồng, vua tuồng. Bên cạnh nghiệp diễn, nghệ sĩ nhân dân Đàm Liên còn bỏ công viết sách về những sáng tạo của bà trong nghệ thuật tuồng để truyền lại cho các lớp kế cận như một sự đóng góp của bà cho nghệ thuật tuồng mãi về sau. Sự say nghề của nghệ sĩ nhân dân Đàm Liên không chỉ khiến bà luôn luôn tìm tòi học hỏi, sáng tạo cho chính mình, mà bà còn luôn trăn trở với công tác đào tạo các nghệ sĩ trẻ. Khi có những cái chương trình chúng tôi dựng vở mới hoặc là tham gia các cái chương trình hội diễn thì nghệ sĩ nhân dân Đàm Liên cũng luôn luôn theo sát tôi, giúp đỡ tôi, và bà cũng luôn luôn lo lắng để làm sao mà học trò của mình hoàn thành những cái vai diễn thể hiện được cách tốt nhất cái tính cách của nhân vật, những cái vai diễn cần thể hiện, và để mà tôi có được thêm những cái thành tích trong bước đường sự nghiệp của mình. Ngoái năm kia khi bà 73, 74 rồi, bà vẫn gọi cho Mai Văn Lạng rằng: Lạng ơi, cô vẫn hát được đấy, còn nhớ bảo cô lên hát. Mặc dù chúng tôi biết rằng là bà yêu thế thôi, nhưng mà để bây giờ tuổi yếu rồi thì khó, nhưng bà vẫn cứ đăm đăm như thế đấy, vẫn cứ đau đau thế. Rồi là: Lạng ơi, cô vừa viết được một hai bài tuồng này, con xem là thu được không. Và chúng tôi đã thu được đôi ba bài bà tự soạn lời đấy. Tuổi 74, 75 rồi mà vẫn đau đáu, vẫn cứ làm sao để nghệ thuật tuồng luôn luôn được mọi người biết đến, yêu mến công chúng. Và cho đến tận phút lâm chung thì nghệ sĩ nhân dân Đàm Liên vẫn là cánh chim không mỏi của nghệ thuật tuồng. Nghệ sĩ nhân dân Đàm Liên như một ngôi sao sáng, một tài năng của làng sân khấu tuồng Việt Nam, một người được đào tạo bài bản, rất giỏi nghề và say nghề, luôn trăn trở sáng tạo nên những vai diễn để đời. Bà chính là tấm gương trong lao động nghệ thuật về rèn luyện tài năng không ngừng và lòng say mê, trách nhiệm với nghề. Giờ đây, nghệ sĩ nhân dân Đàm Liên đã đi xa, nhưng những thành quả mà bà để lại cho nghệ thuật tuồng nước nhà sẽ còn mãi vẹn nguyên những giá trị. Nhớ ai mà ai nhớ, lòng đau quặn lòng. Những hình ảnh vừa rồi đã kết thúc chương trình Đời sống nghệ thuật tuần này của chúng tôi. Mọi ý kiến đóng góp xây dựng chương trình quý vị và các bạn có thể gửi về hòm thư phongvanhoa@nhân dan.org.vn hoặc qua số điện thoại 024-32-669-508. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.